chúng ta qua phần 1.7 cái gì thiên chấp cái ấy được đo lường và có danh xưng xin thưa đại chúng là khi chúng ta học về thánh trí năm quẩn này đó thì các huynh đệ đừng có sợ đừng có ngại và đừng có sự suy nghĩ rằng cái này khó quá mình làm được đừng cho những cái suy nghĩ cái cảm thọ đó nó sanh khỏi là mình hãy mở cái tâm mình ra để mình đón nhận với tính cách nghe học hỏi để hiểu để biết để nhận định được cái cốt lõi của kinh tạng Nikaya còn cái việc chúng ta làm là một việc khác nhưng cái việc mà chúng ta nhận định là một việc khác mới để nhớ cái điều này chứ mình đừng có lẫn lộn là cái là cái đó khó quá tôi làm không được rồi tôi không học không phải à. quý vị các huynh để thấy rằng là có những người người ta biết cái điều đó rất là rõ nhưng mà chưa hẳn là ta làm được cái điều đó nhưng người ta biết được một cách chính xác Là cái này là cái hết sức là quý báu Và đối với người học Phật chúng ta đó Thì luôn luôn lúc nào cũng vậy Cái thấy đúng nó dẫn đầu Một khi mà nó có được cái thấy đúng rồi đó Thì sẽ có cái nghĩ đúng Nói đúng theo phía sau Cho nên Đức Phật nói đó Này các tỳ kheo như sông Hằng Chảy về phương đông Hướng về phương đông Nghiêng nhập về phương đông Cũng vậy á Chánh di kiến á Chảy về Niết Bàn Nghiêng về Niết Bàn Nhập vào Niết Bàn à, Minh Thành vừa rồi đó là đứng ở bên bờ sông Hằng Thì cái dòng sông hết sức là mênh mông bao la và rộng lớn và dòng sông này nó chảy về phương đông khi đến đó minh thành không có cầm được cái dòng lệ cảm xúc hết sức là sâu sắc với bên đệ đón xem có thể minh thành sẽ đặt cái tựa là chấn động thánh tích cái đoàn đi là riêng cái đạo tràng đi kaja là hai mươi mấy vị nhưng mà cái đoàn là một trăm tám người bay thẳng qua bộ đề đạo tràng thì có có ba tiếng mấy bốn tiếng thôi đi thẳng còn nếu mà đi vòng là hai ngày mới tới mc quỳnh hương tổ chức và một cái vị phật tử tiến sĩ ở hà lan mời minh thành thật sự là lạ là, là minh thành khóc còn hơn cha mẹ mình chết nữa khi mà tới bồ đề đạo tràng tới lâm tỳ ni tới lộc quyển và tới câu thi na khóc mà làm những người ấn độ đó họ bàng hoàng hết họ bất ngờ không biết chuyện gì xảy ra tại lúc đó là thiền quán khóc mà hét lên luôn không có kèm được cảm xúc mà giống như một cái dòng điện mà nó chạy nó có giật toàn thân hết tất cả mọi tế bào rung động hết cũng như những cái nỗi niềm Mà mình chất chứa trong lòng Tới đó gì nó được Giải bài, giải tỏa Thì các huynh đệ nữa sẽ đón xem Chấn động thanh tích Mà không phải riêng một mình Minh Thành Minh Thành chắc là khóc dữ nhất Còn những vị đi theo là khóc sưng mắt luôn Chấn động, xúc động Thì sẵn đây Minh Thành nói xong hàng Minh Thành à, Minh thành à, à, nhắc để để thấy rằng khi mà mình đọc trong kinh đó mình thấy nó xa vời nhưng khi mình đến nơi đó mà tận mắt chứng kiến thì mình đệ mới thấy rằng là giống như mới ngày hôm qua Đức Thế Tôn cùng các vị thánh chúng vẫn còn đi dọc ở bên bờ sông Hằng và nói những cái bài kinh. Thì à, xin thưa huynh đệ là xúc động lắm. Khi mà tới à, tới à, Lâm Tị Ni Thì cái huynh uh, Huynh thiện trí ở Hà Lan Mà cái người mời Minh thành đi đó Thì mới vừa chỉ cho mình thành thôi Đây là cái tảng đá Mà ghi dấu ngay cái chỗ Mà Bồ Tát đảng sanh Thì tới lúc đó là huynh nó xúc động Mà Minh thành bắt đầu hòa lên Hòa lên nhưng mà chỗ đó người ta không cho quay phim thì bằng nó là rúng động hết trong đó hết trơn mà mình thành cũng không không thèm quan tâm tới ai cả ấy. cái cảm thọ trong đó nó dâng lên bắt đầu nó òa ra khóc nức nở hết không kèm được Ở lần đầu tiên lần đầu tiên Đi có 6 ngày thôi Mà hai ngày đi rồi có 4 ngày thôi mà Mỗi một ngày là một thánh tích Và lên núi Linh Thú Cái chỗ mà Đức Phật giảng kinh Rồi đi vào trong cái hang Của Ngài Ca Diếp, Ngài An Bên Thành Khóc Coi như là Không thể mà Mà diễn tả được Tới cái hang Ngài Ma Ca Diếp Và Ngài An Đặc biệt lắm đặc biệt mình phải cố gắng mình học một cách chân thành những lời đức phật dạy cho nên mình trở lại cái vấn đề là chánh kiến nghiêng về Niết bạn xuôi về nước bạn ngập vào nước bạn thì như vậy đó chúng ta học cái giáo trình thánh trí năm quẩn này để cho chúng ta xác lập chánh kiến có một cái nhìn nhận chân xác về những lời dạy của đức phật Chứ chúng ta không còn một cái nhìn nhận chung 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 lan man Nó không có rõ ràng Nó không có rõ ràng Kinh vị tỳ kheo tương là một kinh tập 3 Có một vị tỳ kheo đi đến Mới bạch với Đức Thế Tôn Mà thỉnh Đức Thế Tôn dạy Một cái cái cách tu tập vắng tắt Con sẽ sống một mình Ở yên không có buông lung phóng vật nhiệt tâm tinh càng. Vậy đây là ở trong mà tương ưng bộ rất là nhiều những cái bài kinh giống như vậy các vị thầy kheo đến lễ phật và xin phật nói một cái pháp vắng tắt để cho cái vị đó sẽ y theo cái pháp đó đó mà về ở một mình để tu và nhiều rất là nhiều nhà những vị sau khi nghe xong trở về tu một thời gian là chứng thánh quả rất là nhiều xin bạch thầy cư đại chúng cái gì thiên chấp cái ấy được đo lường và có danh xưng nhân viên ở Sa thi rồi một tỳ kheo đi đến Thế Tôn ngồi xuống một bên tỳ kheo ấy bạch Thế Tôn bạch Thế Tôn lành thay nếu Thế Tôn thuyết pháp một cách vắng tắt cho con sau khi nghe Thế Tôn thuyết pháp con sẽ sống một mình tịnh cư không phóng vật, nhiệt tâm tinh cần này tỳ kheo, cái gì người ta thiên chấp, cái ấy người ta được đo lường, cái gì người ta được đo lường, cái ấy người ta được danh xưng. Cái gì người ta không thiên chấp, cái ấy người ta không được đo lường. Cái gì người ta không được đo lường, cái ấy người ta không được danh xưng. Con đã hiểu Bạch Thế Tôn, con đã hiểu Bạch Thiện Thệ. Lời nói gián tắc này của ta, này tỳ kheo, ông đã hiểu một cách rộng rãi như thế nào nếu thiên chấp sắc bạch thế tôn giới sắc người ta được đo lường với cái gì người ta được đo lường với cái ấy người ta được danh xưng nếu thiên chấp thọ nếu thiên chấp tưởng nếu thiên chấp các hành nếu thiên chấp thức giới thức người ta được đo lường với cái gì người ta được đo lường với cái ấy người ta được danh xưng nếu không thiên chấp sắc bạch thế tôn với sắc người ta không được đo lường với cái gì người ta không được đo lường với cái ấy người ta không được danh xưng nếu không thiên chấp thọ nếu không thiên chấp tưởng nếu không thiên chấp các hành nếu không thiên chấp thức với thức người ta không được đo lường với cái gì người ta không được đo lường với cái ấy người ta không được danh xưng với lời nói vắn tắt này của thế tôn bạch thế tôn con đã hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như vậy lành thai lành thai này tỳ kheo lành thai này tỳ kheo lời nói vắn tắt này của ta ông đã hiểu một cách rộng rãi như vậy rồi vị tỳ kheo ấy sau khi hoan hỷ tính thọ lời dạy của thế tôn từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ thế tôn thân bên hữu tướng về ngài rồi ra đi rồi tỳ kheo ấy sống một mình tịnh cư không phóng vật nhiệt tâm tinh cần không bao lâu chứng được mục đích mà con nhà lương gia chân chánh xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình hướng đến, đó là vô thượng cứu cánh phạm hạnh, vị ấy ngay trong hiện tại tự mình với thắng trí chứng ngộ chứng đạt và an trú, vị ấy biết sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa, và vị Tỳ kheo ấy trở thành một vị A La Hán nữa. Sự chinh phục của sắc thọ tưởng hành thức. Kinh đáng được ăn Tương bộ mươi 161 nhân viên ở savatthi này các tỳ kheo những sa môn hay bà la môn nào có nhớ đến các đời sống ở các kiếp trước tất cả họ đều nhớ đến năm thủ ẩn hay nhớ đến một trong những uẩn này thế nào là năm này các tỳ kheo có người nhớ rằng trong quá khứ thân ta như thế này nhớ như vậy vị ấy nhớ đến sắc hay có người nhớ rằng trong quá khứ Ta có cảm thọ như thế này, nhớ như vậy vị ấy nhớ đến thọ, hay có người nhớ rằng trong quá khứ ta có tưởng, có các hành, có thức như thế này, nhớ như vậy vị ấy nhớ đến thức. Ở đây này các tỳ kheo, vị đa văn thánh đệ tử suy nghĩ như sau: Nay ta bị sắc chinh phục, trong thời quá khứ ta cũng bị sắc chinh phục, như ta bị sắc hiện tại chinh phục. Nếu tao hoan hỷ đối với sắc dị lai Thời trong dị lai ta sẽ bị sắc chinh phục Như nay ta đã bị sắc hiện tại chinh phục Do suy nghĩ như vậy Vị ấy không có luyến tiếc đối với sắc quá khứ Không có hoan hỷ đối với sắc dị lai Và thực hành sự yểm ly Ly tham đoạn diệt đối với sắc hiện tại Ta nay bị thọ chinh phục Ta nay bị tưởng chinh phục Ta nay bị các hành chinh phục Ta nay bị thức chinh phục, trong thời quá khứ ta cũng bị thức chinh phục như vậy, như nay ta bị thức hiện tại chinh phục, nếu ta hoan hỷ đối với thức vị lai, thời trong thời vị lai ta sẽ bị thức chinh phục, như nay ta bị thức hiện tại chinh phục, do suy nghĩ như vậy, vị ấy không có luyến tiếc đối với thức quá khứ, không có hoan hỷ đối với thức tương lai và thực hành sự yểm ly ly tham đoạn diệt đối với thức hiện tại này các tỳ kheo các ông nghĩ thế nào sắc thọ tưởng các hành thức là thường hay vô thường là vô thường bạch thế tôn cái gì vô thường là khổ hay lạc là khổ bạch thế tôn cái gì vô thường khổ chịu sự biến hoại có hợp lý chăng khi quán cái ấy là cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi. Thưa không Bạch Thế Tôn. Do vậy, các tỳ kheo đối với sắc, thọ, tưởng, các hành thức quá khứ, vị lai, hiện tại, thuộc nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay gần, tất cả sắc, thọ, tưởng, hành thức cần phải như thật quán với chánh trí tuệ là cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi Này các tỳ kheo đây gọi là vị thánh đệ tử giảm thiểu Không tăng trưởng, từ bỏ, không chấp thủ Xa lánh, không thân cận, phân tán, không huân tập Giảm thiểu, không tăng trưởng cái gì Giảm thiểu, không tăng trưởng sắc Giảm thiểu, không tăng trưởng thọ, tưởng các hành Giảm thiểu, không tăng trưởng thức Từ bỏ, không chấp thủ cái gì từ bỏ không chấp thủ sắc, thọ tưởng các hành từ bỏ không chấp thủ thức, xa lánh không thân cận cái gì, xa lánh không thân cận sắc, thọ tưởng các hành xa lánh không thân cận thức. phân tán không huân tập cái gì, phân tán không huân tập sắc, thọ tưởng các hành phân tán không huân tập thức. thấy vậy bậc thánh đệ tử nhàm chán đối với sắc, đối với thọ, đối với tưởng, đối với các hành nhàm chán đối với thức. Do nhàm chán vị ấy ly tham Do ly tham vị ấy giải thoát Trong sự giải thoát trí khởi lên Ta đã được giải thoát Vị ấy biết rõ Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành Những việc nên làm đã làm Không còn trở lui trạng thái này nữa Này các tỳ kheo Đây gọi là vị tỳ kheo không tăng trưởng Không giảm thiểu Sau khi giảm thiểu Vị ấy trú không từ bỏ Không chấp thủ sau khi từ bỏ vị ấy trú không xa lánh không thân cận sau khi xa lánh vị ấy trú không phân tán không huân tập sau khi phân tán vị ấy trú không tăng trưởng không giảm thiểu cái gì sau khi giảm thiểu vị ấy trú không tăng trưởng không giảm thiểu sắc sau khi giảm thiểu vị ấy trú không tăng trưởng không giảm thiểu thọ tưởng các hành không tăng trưởng không giảm thiểu thức sau khi giảm thiểu vị ấy trú không từ bỏ không chấp thủ cái gì sau khi từ bỏ vị ấy trú không từ bỏ không chấp thủ sắc sau khi từ bỏ vị ấy trú không từ bỏ không chấp thủ thọ tưởng các hành không từ bỏ không chấp thủ thức sau khi từ bỏ vị ấy trú không xa lánh không thân cận cái gì sau khi xa lánh vị ấy trú không xa lánh không thân cận sắc sau khi xa lánh vị ấy trú không xa lánh không không thân cận thọ tưởng các hành không phân tán không huân tập thức sau khi xa lánh vị ấy trú không phân tán không huân tập cái gì sau khi phân tán vị ấy trú không phân tán không huân tập sắc sau khi phân tán vị ấy trú không phân tán không huân tập thọ tưởng các hành không phân tán không huân tập thức sau khi phân tán vị ấy trú với tâm giải thoát như vậy này các tỳ kheo, vị tỳ kheo ấy được chư thiên với thiên chủ, phạm thiên chúng với phạm thiên đảnh lễ. Dầu cho ở xa, ôi ta đảnh lễ ông, bậc người như lương mã. Ôi ta đảnh lễ ông là bậc tối thắng nhân, ta không có chấp trước đối tượng ông thiền tư. À, vị tỳ kheo này đến hỏi đức Phật, xin ngài dạy cho một cách vắng tắt. thì Đức Phật đã dạy cái gì mà người ta thiên chấp thì cái ấy người ta được đo lường. cái gì mà đo lường thì cái ấy người ta được danh xưng những cái pháp này nó rất là sâu sắc á. cho nên nó mình đọc á, không phải mình dễ hiểu nếu mà không có một cái à, trí tuệ căn bản hay là căn bản trí á, của những lời đức phật dạy đó thì mình đọc vô đây mình không có hiểu và có hiểu á, cũng không có chính xác và không có đầy đủ thì chúng ta thấy rằng khi mà đức phật hỏi đó cái vị này đã trả lời á là đức phật kiểm tra lại bạch thế tôn con đã hiểu con đã hiểu rồi bạch thiện thải đức phật hỏi gì chứ ta nói vắn tắt như vậy đó ông hiểu một cách rộng rãi như thế nào đức phật kiểm tra lại chứ không phải là nó hiểu rồi rồi Đức phật là, là là yên lặng rồi cho đi phật kiểm tra lại cái thấy cái sự nhận định của cái vị tỳ kheo này thì chúng ta thấy cái gì nếu mà huynh đệ về đọc á trong tương âm bộ kinh thì huynh đệ sẽ thấy rằng là đây là tập 3 đó huynh đệ sẽ thấy rất là nhiều rất là nhiều khi đức phật hỏi lại thì tất cả các vị này đều y cứ và ngũ quận để trả lời huynh đệ về đọc lại đi rất là nhiều bài kinh Đều phải lấy năm quẩn Làm cái cơ sở Làm cái chỗ đứng Chứ nếu mà không có đứng trên năm quẩn Thì là không có chân đứng Giống như xây cái nhà Mà không có cái nền nữa Không có cái móng vậy đó Thì đó quý thấy ông đây nè Vị này trả lời sao Nếu mà thiên chấp sắc á Thì với sắc người ta được đo lường rồi mới thọ, mới tưởng mới hành mới thức thấy không mới để nhìn xuống dưới thấy không là tất cả những cái gì mà đức phật nói là nói ở trên năm quẩn nếu mà rời năm quẩn ra rời năm quẩn ra rồi còn gì để nói vừa này nghĩ đi sắc là bao trùm hết tất cả thế gian rồi rồi đọa, tưởng hành thức là tâm thì ngoài cái đó ra rồi còn gì nữa để nói Cho nên cái chỗ này là cái chỗ mình phải nắm thật là vững Đây là mật mã của toàn bộ hệ thống giáo pháp của Thế Tôn Đây là mật mã Trí tuệ về năm quẩn là mật mã Để mở ra cái cánh cửa của Đại Tạng Kinh Nếu mà không có thành tựu cái trí năm quẩn Không nhìn ra năm quẩn Không thấy rõ được năm quẩn Thì cái tu học của mình là nó không có cái chân đứng Cho nên chúng ta sẽ đi Chứ vậy thì Cái gì người ta thiên chấp Thì cái đó, đó là Người ta sẽ đo lường Đo lường là gì? Chữ lường á Là suy lường, lường xét Chữ đo là gì? là cân đo đông đếm nhiều ít cao thấp đẹp xấu hơn thua như vậy thì thiên chấp thiên chấp thiên là nghiêng chấp là gì là bám vào trong đó nắm vào trong đó nhưng mà cái chữ chấp ở đây đó thì đức phật giải thích đó chấp thủ á, này các tỳ kheo nơi nào có dục và tham thì nơi đó có chấp thủ, tức là cái dục tham nó đi đi chung với cái chấp thủ, ham mà muốn cái gì thì ở trong đó là có chấp thủ, như vậy thì ham và muốn cái gì chấp thủ cái gì xác Cái này rõ lắm Mình chiêm nghiệm rồi mình thấy rất là rõ Mà hãy có ham, có muốn, có ưa, có thích Có bám, có níu Có nắm Vào trong cái sắc đó Thì người đó nhất định sẽ có đo lường Cân đo đồng đếm Cao thấp hơn thua Đen trắng mập ốm Giàu nghèo sang hèn Lớn nhỏ Thí dụ Bây giờ cái người này là ưa thích cái lỗ mũi Thì đương nhiên người này sẽ nhìn thấy cái lỗ mũi của mình Để ý cái lỗ mũi hoài À đi <laughs> ví dụ này nó rõ lắm Để ý cái lỗ mũi hoài Và để ý lỗ mũi mình Và để ý lỗ mũi người khác Và khi như vậy thì người này là thấy những cái người khác có lỗ mũi cao hơn mình Đẹp hơn cái lỗ mũi của mình Và như thế là cái người này là ao ước muốn được cái lỗ mũi đẹp như vậy, cao như vậy, và người này tiến hành cái gì? À, có thể đây mình nói theo thông thường đó là nâng cái lỗ mũi lên. Đó là mình nói cái thô á, cái thô của của thế gian đó. Còn nếu mình nói bình thường thôi đó, thì là người này sẽ đo lường những cái lỗ mũi, so sánh. Mà nếu cái người này đó lại là Là dục, là tham, là ái, là chấp Đối với con mắt Thì Ngài luôn luôn là để ý Con mắt của mình và con mắt của những người khác Và người này sẽ thiên chấp vào cái con mắt đó Và người này sẽ đo lường Ở trên cái con mắt đó Suốt ngày để coi những con mắt đẹp Mà mình thấy những cái nhà mà gọi là nhiếp ảnh gia không Họ đi săn ảnh không Suốt ngày là họ cứ mở mở cái ảnh lên họ coi cái ảnh này, cái ảnh kia, cái ảnh này tôi chụp hồi ngày đó, tháng đó, năm đó ở tại cổng Trời. Khi mà tôi thức sáng đêm như vậy tôi canh. À. Khi mà may vừa xuất hiện là tôi chộp liền, chộp cái khoảnh khắc đó liền. Và cái bức ảnh này nó đẹp hơn cái bức ảnh kia. Và cái bức ảnh mà cái 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 cái, cái nghĩa là cuối năm nay thì nó tuyệt vời hơn cái bức ảnh mà ở ở hồi hồi mùa hè tôi chụp nó không có may như vậy thì hãy có thiên chấp là có đo lường mà hãy có đo lường thì có danh xưng là tên gọi từ một cái đó mình hiểu ra tất cả cái điều vậy hết sầu lắm cái này nó tuyệt diệu vô cùng có dục và tham là có thiên chấp mà có thiên chấp thì có đo lường mà có đo lường thì có tên gọi là đẹp là xấu là cao là thấp là đẳng cấp thượng trung hạ cao vừa hay là thấp đó là nói về sắc đó nói về sắc đó và thí dụ như cái người này tập thể dục thì được nghĩa là hồi xưa là một muối mà bây giờ thì họ được bốn muối và họ cố gắng phấn đấu lên để được sáu muối và khi cái người này được sáu muối thì người này đi đâu cũng hay hay sao ở trần Người này thấy không và xin thưa là sáu muối này nó vô thường cho nên vài bữa không chăm sóc kỹ lưỡng thì cuối cùng nó biến lại thành một muối mà một muối của nó cũng cỡ này mọi người này sầu bi khổ ưu não thiên chấp, mọi người này thấy không? rõ lắm, tuyệt diệu lắm, đây là cái pháp tối thượng mà Nó giải quyết hết triệt để tất cả khổ đau, tất cả những cái dục, những cái tham, những cái ái, những cái chấp, những cái thủ, những cái đo lường, những cái danh xưng này nọ kia là đã có đâu trên sát quẩn. căn cứ trên xác quẩn mà nói, căn cứ trên xác quẩn mà chấp, mà đo, mà lường, mà suy, mà xét, mà tính, mà toán, mà đặt tên, mà gọi tên, mà có cái tên, mà có cái nhãn hiệu, có cái bản hiệu, có cái gì đó. cho nên cái gì người ta không thiên chấp thì cái người ta không có đo lường Mà cái gì mà người ta không có đo lường Thì cái ấy người ta không có xưng danh gọi tên Như vậy thì nãy mình mới nói cái phần sắc quẩn thôi Cái này là cái chỗ thâm sâu Mà nếu mà không có thành tựu cái trí năm quẩn Thì thật là khó Là cái gì? Thiên chấp đo lường và danh xưng ở đâu? Nếu mà thiên chấp thọ cảm giác mình đề nghĩ rằng cái này là bắt đầu nó, 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 sâu sắc Mình có dục, có tham, có ái đối với cảm giác không? Mình có chấp đối với trong cảm giác đó không? Thí dụ mình Thành nói Nhiều khi ở đây là mình Thành là chưa có Chưa có, 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 có Nghĩa là Có những cái bài tập khó Thí dụ Mình thiên chấp với cái giờ Thí dụ như đúng 8 giờ rưỡi á phải không tám rưỡi chuông reo phải không tám rưỡi chuông reo mà thí dụ mình cho học lố qua 5 phút là lúc đó là nó khác liền tất cả tâm của mình đều bị dao động hết giờ mình cảm thấy khó chịu tại sao vậy mình thiên chấp vô cái tiếng chuông đó mình thiên chấp vô cái giờ đó mình thiên chấp vô cái con số đó thiên chấp cho nên mình có đo lường là mình có tính toán đúng cái số đó đúng cái chiến chuông đó đúng cái giờ đó phải được đi ra và mình có cái tên gọi mình nói đó là tới giờ rồi Chứ mình không phá được cái thiên chấp Cái đo lường và cái danh xưng này mình phá tung Thì lúc đó rủi như Nó có thêm 5 phút, 10 phút Thậm chí nó nửa tiếng hay là một tiếng nữa Mà đối với người chân chánh cầu pháp Là cũng bình thường, không có dao động Mà càng hân hoan phấn khởi thích thú Giờ rồi mình thành đi qua thăm Hòa thượng Thượng viên Hạ Giác Chùa Từ Tân và Phó ban hoàng pháp của thành hội Phật giáo đó Bà ngồi nói chuyện với Minh Thành 5 tiếng, bỏ ăn cơm luôn. Làm luận về cái Nikaya. Cái cơm bưng lên mà thường kêu để đó. Không ăn, để. ngồi 5 tiếng. Từ 2 giờ chiều mà ngồi tới 7 giờ đây, 7 giờ tối. Cho nên không có thiên chấp thì không có đo lường, mà không đo lường thì không có tên gọi. Không có gọi là tới giờ này là giờ ăn cơm. mình đã thấy không rồi bây giờ mình nói cái khác ví dụ như giờ cái phòng của mình ở cái đơn của mình ấy, hay là cái phòng của mình ở đó mình có thiền chấp cho đó không có không có không có đo lường chỗ đó không có danh sưng chỗ đó không phòng phòng của tôi đơn này đơn của tôi giường này giường của tôi đó là có danh sưng đó tại sao có danh sưng tại vì có đo lường tại sao có đo lường tại vì có thiên chấp tại sao có thiên chấp tại vì có tham mái đối với cái sắc quận đó đối với cái cảm giác đó đối với cái suy nghĩ đó đối với cái tưởng đó đối với cái thức đó ở trong đầu của mình là cái hình bóng hiện nào đó, đó là cái phòng của tôi phòng tôi phòng của tôi cái đơn đó cái giường đó cái chổng đó là tôi là của tôi cái cảm giác mà nó dễ chịu khi mà bước vô một cái rồi đó là cái cảm giác nó có liền ha mình đi đâu đã rồi mà nhất mình đi xa đi lâu mà trở về mở cái cửa ra ô cha nó thân thiện nó thân ái nó dễ chịu vô cùng chết chết tung cái cảm giác đó Đó là chết đó Dục tham Chấp thủ Ái Sẽ đưa đến sầu bi khổ nào Tại sao cái chỗ đó nó vô thường Dài bữa có người khác người ta vô ở Vài bữa có khi là 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 là, là chuyển mình qua cái chỗ khác Lúc đó mình khó không Thấy chưa Ai thích sắc là người đó thích khổ Ai thích khổ thì nó không thể giải thoát khỏi khổ Đó là định lý đó Định luật đó Thành ra đó khi một cái cảm giác khởi lên Đã đã khoái khoái thích thích giống như những người Phật tử Người ta đi người ta nói vậy nè à, Thầy ơi bây giờ đi đâu Đi đâu đi đâu đi đâu rồi đó Thì cũng không bằng nhà của mình Có một cái bài ca mà nói rằng là Thế giới bao la Nhưng mà không bằng nhà mình Cái câu này Ghê gốm lắm Vô minh và tham ái Hết sức là nặng nè Nhưng mà mình nghe mình khoái Mới chết đó chứ Đã chứ Mình nghe mình khoái liền Thế giới bao la mênh mông Má ơi mà không bằng nhà mình đó thiệt cái câu đó mình thành nghe mà không bằng nhà mình à, tại sao vậy tại vì trong đó có dục có tham có ái có chấp thủ chứ làm gì có cái chuyện mà thế giới bao la mà lớn vậy mà không bằng cái nhà cái chút xíu của mình ở tại dục trong đó tham trong đó ái trong đó chấp thủ trong đó sự đo lường trong đó danh xưng trong đó tại vì sao nhà mình đó là danh xưng đó danh xưng đó rồi tại sao cái sắc đó cái cảm giác khi tiếp xúc với nó những cái suy nghĩ về nó những cái tưởng về nó mà cái thức rõ biết về nó là trong đó là gì ô cha một cái chữ ái to lớn một cái chữ trách trình ình và một cái cảm giác ô cha nó ấm áp, nó thân thiện, nó thân thương Về mà vô thấy cái giường là muốn nằm xuống liền thôi Rồi nằm đó rồi nghĩa là lăn qua trở lại Tới giờ thức chúng rồi cũng không chịu dậy Thức rồi nhưng mà cũng còn ấm ở trong đó Chùm cái đầu lại luôn, chùm đầu luôn Dục trong đó, tham trong đó, ái trong đó, thủ trong đó Vô minh trong đó Cho nên bây giờ sao Mình thành ví dụ mấy cái nhẹ nhẹ thôi Chưa có kể nặng đô Những cái nặng đô tự mình phải hiểu ra ghê gớm lắm Những cái nặng đó, Ghê gớm lắm Là chết ở trong đó cũng được mà Bạn lòng chết trong đó cũng được thì là là có một cái bạn trẻ này đó cái bạn trẻ này là mới có 15 tuổi thì cái cô bạn gái 15 tuổi rồi có bộ rồi cái cô bạn gái là thích một cái chiếc xe thì là là cái cậu này cái chú 15 tuổi này nè kêu cái bé này đi cho nó sẽ chứng tỏ là cái người vị thành niên cái bé 15 tuổi bé trai này không có tiền mà bạn gái mình thích cái loại xe đó thì đi, đi kêu ráp lừa ngay cái ông chạy ráp mà chiếc xe đó đó giết người ta chết ăn cướp cái chiếc xe đó. cho bạn gái và xin thưa quý bên đại rằng khi mà tòa tiên án đó tòa tiên án mà tử hình chung thân gì đó thì cái cái, cái bé 15 tuổi này là trớ trớ không có thấy sợ hãi không có khóc lóc không có gì đó dững dưng vậy đó mà mẹ là té lên té xuống xỉu lên chỉu, xỉu xuống mẹ của cậu bé này cho nên khủng khiếp lắm một khi nó dục tham một khi mà nó thiên chấp vô rồi là chết chết cũng được nó gỡ ra không được cái tâm nó cái ngũ quẩn nó mà trùm vô trong đó hết rồi nó đi ra không được đó là sự đau lòng cho tất cả chúng ta chúng sanh vô minh và khát ái chìm đắm không có đường thoát ra biết có đường gì đâu mà thoát biết có đường gì đâu mà thoát và chỉ nghĩ là gì là để cho bạn gái vui thôi mà giết người mà hại mình Quỷ hoại cả một cuộc đời mình cho nên mình nhìn thấy được những cái gì những sự nguy hại của dục tham của thiên chấp đối với năm quận mình phải nhìn được cái sự nguy hại thì mới bắt đầu từ từ mình mới có cái thắng lợi thắng lợi giảm lúc đầu tiên là gì giảm tốc để mà dừng lại còn nếu không là xin tư quý đại là thôi không có cái chỗ dừng không có chỗ dừng cứ là lao, lao 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 tới lao tới Và cuối cùng là lọt xuống vực sâu Lọt xuống rơi xuống vực sâu Cho nên cái gì mà người ta không thiên chấp Thì cái người ta không có đo, đo lường Mà cái gì mà người ta không có được đo lường Thì cái người ta không có danh sừng Bởi vì không có dục tham Không có thiên chấp Không có so sánh Thì không có chạy theo những cái danh sưng giả hiệu Những cái tên gọi đó là làm sao để mà mà mình trị được cái sự mà không thiên chấp không dục tham thì mình đã học rồi đó phải nhìn bảy trí về, về về, về sắc phải thấy được sắc là cái gì sắc tập khỏi sắc đoạn diệt vị ngọt của sắc sự nguy hiểm của sắc sự thoát ly khỏi sắc mình phải thành tựu được bảy cái trí tuệ về sắc vững và mình phải luôn luôn quán chiếu gì thân hành niệm sáu cái phương pháp để mà thấu suốt được cái bản chất của sắc quẩn này Niệm hơi thở, niệm quan nghi, niệm hành động, niệm tứ đại, niệm ba mươi thế trượt Niệm chính giai đoạn có một tử thi Là phải quán thâm sâu về cái này Còn nếu không là khó lắm Thật sự là khó lắm đừng có nói chi những cái suy nghĩ Hết sức là vi tế nữa Những cái hình bóng, những cái nghĩ tưởng Những cái nghĩ tưởng ở bên trong những cái nghĩ tưởng mà nó dính trong cái sự mà thiên chấp trong cái dục tham nên mình không thấy mình có thành tựu trí huệ năm quẩn đâu mà mình thấy nó suy nghĩ là nó suy nghĩ gì nó suy nghĩ lòng vòng ở trong sắc cái trong thọ ở trong tưởng ở trong hành trong thức cho nên mình sẽ học qua cái bài kinh đáng được ăn mình thấy rất là rõ thì khi mà cái vị tỳ kheo này nó để thấy rằng là gì là cái vị tỳ kheo này nghe lời Phật dạy xong rồi sống một mình tịnh cư không phóng vật nhiệt tâm tinh cần không bao lâu là đạt được mục đích con nhà lương gia chân chánh sức gia từ bỏ gia đình sống không gia đình hướng đến đạt được mục đích vô thượng cứu cánh phạm mạnh khiếp đảm chưa đó là các bậc a la hán ngày xưa đức phật chỉ một cái rồi về là đoạn tận dục tham ở trong năm quẩn thành tựu Tại sao? Đúng chánh pháp Thấy rõ đường thực hành rồi có kết quả Bây giờ mà nói dục tham dục tham chấp 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 cái gì chấp Chấp cái gì mà cái gì chấp Ở bên Thành mới vừa Chắc bữa nay hay mời là sẽ đem một cái bài Chấp thủ và cái bị chấp thủ Trong tương ưng sáu xứ giảng ở trên linh quy pháp ấn chứ còn bây giờ chấp là cái gì chấp mà chấp cái gì chấp 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 cái gì chấp chấp cái gì nên phải nắm biết được thì mình mới có cái khả năng tháo gỡ nó ra trở lại cái vấn đề bây giờ mình nói rằng là gì ở trong cái sắc thọ tưởng hình thức này thì mình qua cái phần sự chinh phục của sắc thọ tưởng hình thức này hay lắm này. cái chỗ này là hết sức là là là, là 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 sâu sắc mà nghĩa là bao quát hết tất cả. Nếu mà có một cái người nào đó mà nhớ đến các cái đời sống ở các kiếp trước, tất cả họ đều nhớ đến năm thủ quận. Đó là mình nói hơi xa thì bây giờ mình nói gần. Có người nhớ rằng trước kia đó Tức là trong quá khứ đó Thân ta như thế này Nhớ như vậy Vì ấy nhớ đến sắc Mình đại nghĩ đi bây giờ đó Mà mình suy nghĩ Hay là mình tưởng tượng À thì cái nghĩ tưởng của mình á Thì nếu mà mình nghĩ tưởng rằng là Trước kia đó Thân thể tôi là như vậy Bây giờ thân thể tôi như vậy và sau này tôi sẽ như thế kia thế kia Thì cái đó là nhớ về cái gì? Sắc Có khi mình ngồi một mình Cái mình nhớ lại hồi lúc mình 10 tuổi 15, 17 tuổi Mình đã từng thương như thế nào Đã từng yêu như thế nào Đã từng khổ như thế nào Rồi cạo đầu vô chùa mình đã từng trải qua những cái tuổi thơ cơ cực vất vả mình đã từng bị mẹ ghẻ hành hạ mình đã từng bị anh chị la đánh hay là bị những cái hoàn cảnh éo le của cuộc đời mình ngồi đó mình nhớ lại nhớ là cái thân thể mình như vậy đó cái dáng dấp mình như vậy đó à cái, 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 cái con người mình nó như vậy như vậy đó thì cái đó là mình nhớ lại cái gì cái gì sắc quận của quá khứ nếu mình nói kỹ một chút nó là sắc tưởng quá khứ rồi đó mình nhớ là mình đã từng có những cảm giác như vậy đó khi mà mình lớn lên những cái cảm giác mà đi học về mẹ đứng ngoài cửa chờ trong cho củ khoai lang cái bánh hay là dọn cơm sẵn những cái cảm giác mà khóc nước nở khóc nước nở khi bị ba đánh đòn rồi những cái cảm giác lớn lên đi vô trường bị bạn bè khinh khi lấn lướt ức khiếp gì đó tất cả những hình ảnh đó nó hiện ra những cái cảm giác đó nó hiện ra những cái tưởng đó nó hiện đó những cái suy nghĩ đó nó, nó, ùa về nó sống lại những cái suy nghĩ đó thì tất cả những cái đó là gì là sát, là thọ là tưởng là hành là thức của quá khứ quá khứ tôi đã như vậy có một thân thể như vậy có một hình dáng như vậy có một dáng dấp như vậy tôi đã có những cảm giác như vậy những cái tưởng như vậy những cái suy nghĩ như vậy những cái nhận thức của tôi như vậy và bây giờ tôi đã như vậy Và sau này tôi sẽ như thế nào đó Thì cái đó là gì Tất cả cái đó là gì Ngủ quẩn của quá khứ Của hiện tại và của tương lai Chứ có cái gì đâu Có cái gì đâu Tôi này thấy không Có cái nào bảo dụng để chỉ dùm Có cái nào đi ra ngoài năm quẩn không Tất cả những cảm giác suy nghĩ tưởng tượng của mình Và thân thể của mình có đi nào ra, ra khỏi năm quẩn không nó trùm hết bao trùm hết trời đất vũ trụ đó mà trong khi đó này cái chỗ này mới chỗ là nguy hiểm đây nè khi mà mình nhớ lại những cái cảnh mà mình được thương yêu đó rồi mình có khoái không thích không à mình có tham đắm trong đó không đó thấy chưa thấy chưa đây là cái gì cái cảm thọ Thì có tưởng có hành luôn Nó quấn nó đi theo nhau mà Và trong đó là gì? Là ái trong đó là dục trong đó là tham trong đó là chấp thủ trong đó Một là mình thích thích khoái khoái Mong muốn tìm lại cái cảm giác đó Tìm lại cái cảm giác đó Hai là mình bực bội, tức giận, sân hận Hồi đó nó đối xử với mình như vậy Sân hận, mà cái đó là gì? Cái đó hết sức sâu xa là ý xúc đó Khủng khiếp phòng Ý xúc Chữ tiếp xúc sâu xa ở bên trong Mấy người đó đâu còn cái cảnh đó 15 năm trước cơ hai 20 năm trước cơ Nhưng bây giờ mình ngồi mình nhớ lại Nhớ lại những cái cư xử đó Những hình bóng đó Cái ánh mắt đó Cái nụ cười đó Cái dáng vẻ đó và những cái sự mà nghĩa là là nắm cái tay mà ấm áp như thế nó làm cho mình lưu liếng nó làm cho mình là bệnh rịnh nó làm cho mình nhớ nhung rồi, rồi những cái mà cái lời mắng chửi những cái hành động như vậy nó làm cho mình sân hận bực bội tức tối rồi mình nhập cuộc cho chúng ta luôn mình không biết đó là sắc quá khứ thọ quá khứ tưởng quá khứ hành quá khứ tức quá khứ mà mình lại cho rằng cái đó là những kỷ niệm của tôi tôi của tôi và tự ngã của tôi là mình bị đắm chìm trong đó mình không đi ra được còn nếu như bây giờ nãy mình học mà không thiên chấp không so lường không danh xưng, biết nó là gì xác là vô thường này các tỳ kheo thọ là vô thường tưởng vô thường hành vô thường thức vô thường trống rỗng vô ngã có cái gì đâu trở về với thực tại chánh niệm trước mặt trở về hơi thở cảm giác toàn thân phải không nội tâm tỉnh táo là lúc đó mình an trú liền ngay thực tại hồi này mình đi đắm chìm vô trong những cái quá khứ đó là mình chết chìm chết trôi trong đó chết nổi trong đó Rồi quý đệ mới thấy rằng ngũ quẩn này nó chi phối cuộc sống cả cuộc đời của mình và vô lượng kiếp của mình ở trong đây hết vị đa văn thánh đệ tử suy nghĩ như sau nay ta bị sắc chinh phục trước kia ta cũng bị sắc chinh phục như ta bị sắc hiện tại chinh phục nếu mà ta quan nghĩ đối với sắc vị lai thời trong vị lai ta sẽ bị sắc chinh phục như nay ta bị sắc hiện tại chinh phục bây giờ khi mà một cái vị đa văn thánh đệ tử một người tu học Phật suy nghĩ như sau những cái hình ảnh đó nó hiện lên thì lúc đó mình phải tác ý như thế nào đây là đức phật chỉ cách tác ý đó chỉ cách như lý tác ý đó chỉ cái cách quán chiếu để mình thoát ra đó bây giờ hiện tại nay ta bị sắc chinh phục Ta bị cái cục tiền đó nó chinh phục Ta bị cái bao thơ dày đó nó chinh phục Ta bị cái hình dáng mà 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 thiếu nữ trẻ đẹp đó nó chinh phục ta bị cái cục tiền đó nó chinh phục ta bị cái chiếc xe đó nó chinh phục ta bị những cái cảm giác mà êm ái đó thân thương đó nó chinh phục mà nếu mà nay ta bị chinh phục thì ta phải nhớ rằng trước kia ta cũng đã bị sắc chinh phục trước kia ta cũng bị chinh phục giống như bây giờ ta bị chinh phục bây giờ ta bị chinh phục thì trước kia ta cũng bị chinh phục giống như bây giờ ta bị chinh phục nếu như nếu như thì sao nếu mà ta quan hệ ta thích thú đối với cái sắc tương lai thì sao thì ta bị chinh phục nữa đã bị chinh phục đang bị chinh phục và sẽ bị chinh phục nếu ta quan hệ thích thú ở trong sắc cái câu này nó sâu Ôi là sâu Khi mà mình bị một cái gì nó chinh phục đó Mình bị cái cảm giác hay một cái sắc đẹp Những cái suy nghĩ gì đó mà nó chinh phục Mình mới biết rằng Ôi chao ơi Trời ơi là trời Trời ơi trời ơi Phật ơi Phật ơi Mình phải ở trước vật, Mình dập đầu xuống Dập cái đầu mình xuống Bây giờ con bị Cái bóng hồng đó nó đã chinh phục con rồi Giống như ngày xưa con cũng đã từng bị một ngàn đó hoa hồng chinh phục trong vô lượng kiếp Mà từ hồi trẻ đến giờ ít nhất cũng hàng chục Mà chục với miền Tây khoảng 16 hoặc 18 nó chinh phục con mà bây giờ con bị chinh phục như vậy mà nếu mà con ưa thích nếu mà con còn ưa thích cái xác này thì mới mốt con cũng bị chinh phục nữa mà không phải hàng chục mà nó lên tới hàng tá hàng trăm thế tôn ơi hãy gia hộ cho con sức mạnh hãy gia hộ cho con cái thánh trí về năm quẩn Hãy gia hộ cho con một cái nghĩa là quyết tâm mạnh mẽ để con từ bỏ cái sắc khốn nạn này. Cái sắc này nó là khốn đốn hoạn nạn. Nó chinh phục con mà con đã bị chiến bại là 9999 lần con gục ngã rồi thế tôn ơi, thế tôn ơi. Cái sắc này, cái đống sắc khốn nạn này nó đã làm cho con đau khổ vô lượng vô biên kiếp ngày xưa con đã mê ngày sửa con đã mê và ngày sửa con đã mê và tới bây giờ con vẫn mê thì mới mốt con vẫn mê nữa và vô lượng vô biên kiếp sao con vẫn si mê si ám như cái đống sắt này thế tôn ơi xin hãy cho con có sức mạnh con nhìn thấy con bạch cốt tinh này quán chiếu cái đống thịt bày nhầy này nó văng đầu văng ốc ra nó văng mở ra nó văng cái đầu lâu nó ra một đống tóc một đống thịt bày nhầy máu mũ con phải quán thế tôm ơi con phải quán thế tôn ơi con phải làm con ngoan của, của ngài con phải nghe lời ngài dạy con phải quán chiếu tứ đại bất tịnh và chính giai đoạn của một tử thi Còn phải quán Còn phải quyết tâm Quyết tâm Quyết tâm ly tham Điểm ly tự bỏ nhàm chán chấm dứt Cái sự tham ái Đau khổ này trong cái đống bà dơ bẩn này Cái đống thịt này Cái đống thịt này Cái thân lũng lỗ xấu hổ Cái thân lũng lỗ này Thế tôm ơi Đó là như lý tác ý đó Sự quán chiếu mỗi khi mà Dục tham ái nó sanh khỏi Sân nó sanh khỏi cũng vậy Si nó sanh khỏi cũng vậy Quán chiếu Bây giờ con bị chinh phục Bởi những cái cảm giác này Con đã gục ngã trước những cái cảm giác này Ngày xưa con đã từng gục ngã với những cảm giác đó Và nếu con quan hỷ với cái cảm giác này Thì mà mốt con cũng bị những cảm giác này Chinh phục nữa Và suốt Suốt cái dòng luân hồi này Con mãi mãi là kẻ chiến bại hay sao Trong khi Thế Tôn Và các bậc A-la-hán Là những vị sát tặc Giết được giặc phiền não Nhiếp phục chinh phục Là những bậc chiến thắng Là đấng chiến thắng Con là Phật tử Con là đệ tử của Thế Tôn Con quyết định Phải nỗ lực Nỗ lực thăng tiến Con không thể mãi mãi là kẻ bị chinh phục con không thể mãi mãi bị sắc chinh phục Bị thọ cảm giác chinh phục Bị tưởng chinh phục Bị những suy nghĩ chinh phục Bị cái thức này nó chinh phục Con phải chinh phục lại ngũ quẩn Con không muốn ngũ quẩn nó chinh phục con hoài Con phải chinh phục được lòng dục, lòng tham Lòng khác, lòng ái Lòng luyến Đối với những sắc thọ tưởng hình thức này Vì vậy quán chiếu như vậy Do suy nghĩ như vậy vị ấy không có liên tiếc đối với sắc quá khứ không có quan hỷ đối với sắc vị lai và thực hành sự nhàm chán yểm ly ly tham đoạn diệt đối với sắc hiện tại đây là bi pháp đây là tối thượng chánh pháp đây là con đường là đạo lộ giải thoát do vậy ấy quán chiếu như vậy suy nghĩ như vậy tác ý như vậy cho nên sao không có luyến tiếc đối với sắc quá khứ cái sắc quá khứ mà liên tiếp cái gì nó vô thường rồi nó chỉ còn là cái bóng dáng thôi có cái gì đâu những cái sắc quá khứ rồi sao nữa không có quan hệ đối với sắc vị lai không có quan hệ đối với những sắc vị lai là mong rằng mai mốt con lên thượng tọ con lên hòa thượng mới minh thầy mới vừa hay một cái tin là có một cái vị thượng tọa Bị ung thư máu Qua đời Thượng tọa này làm chức sự cũng lớn lắm Và một vị hòa thượng thông tin cho Minh Thành Hay cái tin tức đó Và vị hòa thượng này nói rằng Do vị thượng tọa này mới vừa chết Cho nên được tấn phong lên hòa thượng Thì Minh Thành nghe cái tin đó Minh Thành đau lòng lắm Đau lòng quán chiếu Là cái đời tu của mình Tới chừng mình bò lên tới cái chữ Hòa thượng Chữ H với chữ T là cũng quả tán. Chữ H và chữ T là quả tán, rồi chữ thượng tọ là từ từ. Thượng tọ là TT là từ từ, từ từ vô lò. Rồi lên tới chữ hòa thượng HT là quả tán cho nên có cái gì ở trong cái danh xưng đó đâu có cái gì chẳng có cái gì hết á. thư danh không rõ nếu mà không đạt được cái thánh trí tt tê ít tê cái gì t, -t, -t, t cái gì cái gì t t tái thì có cái gì Và cái vị này thông tin cho mình là thấy hòa thượng nhưng mà chết mới được phong lên Chết rồi mới được phong lên hòa thượng Nghe một cái nó, nó muốn rụng rời, muốn rã rời, muốn ngồi xuống ngồi thiền liền Thiệt tình cái cuộc đời này không Có cái gì Vậy mà mình chết không biết bao nhiêu để mình đi tìm mấy cái giả danh nó không có cái gì hết. Mình bị sắc chinh phục, mình bị những cảm giác chinh phục, mình bị những cái nghĩ tưởng nó chinh phục. Ủa mình để nghĩ đi, bây giờ mình thành nói cái đơn giản thôi. Bây giờ mình ngồi nè, đừng có nói gì đâu, mình ngồi thiền. Ngồi thiền. Mà những hình bóng, những cái suy nghĩ nó sanh khởi lên Mình có dám từ bỏ một cách mạnh mẽ không? Hay là mình còn đi theo? Quý để thấy chưa? Thấy chưa? Nếu mà những hình ảnh mà nó dễ thương phải không Khả ái, khả hỷ, khả lạc hiên để Liên hệ đến dục hấp dẫn coi Là mình vẫn đi theo Khiếp chưa Khiếp chưa Mình không có phát giác phát hiện được Nó là cái gì mình phải phân loại ra Cái này thuộc về gì, gì Hành quẩn hay là tưởng quẩn Hay là thọ quẩn Hay là sắc tưởng, thanh tưởng, hương tưởng Vị tưởng, xúc tưởng, pháp tưởng Là cái gì phải thấy rõ nó là cái gì Sau đó mình có biện pháp xử lý nó Quân đệ biết tu cái này là trực chỉ Trực tiếp Trực diện đánh phá vô Những cái tham sân si dục ái Đối với ngũ quận Đây là thánh pháp tối thượng Của Đức Thế Tôn Có cái công năng là Bôm nguyên tử để phá địa ngục tham sân si đây là thánh trí năm quẩn này là bom nguyên tử Phá địa ngục tham sân si Một cái câu mà bình luận ở dưới cái bài giảng của Minh Thành Phật tử bình luận Thánh trí năm quẩn là bom nguyên tử phá địa ngục tham sân si Cho nên á, mà mình á, là không có liên tiếc đối sắc quá khứ Mấy cái này nó hay vô cùng Mình phải làm cái đề tài chiêm nghiệm không có quan hệ đối với, với, với cái sắc của vị lai và thực hành sự yểm ly nhàm chán ly tham đoạn diệt đối với sắc hiện tại ôi cha nó tuyệt diệu làm sao đây là con đường xuất ly là đạo lộ giải thoát đây là bắt đầu tu cho đến chung cuộc sự tu không ra khỏi không có rời khỏi mấy chữ này mấy cái chữ này là quán triệt trước sau từ cái bước đầu tiên cho đến bước cuối cùng là đây những cái sắc ở trong hiện tại này, nhìn thấy ô cha cái đồ dởm cái đồ vô thường, cái đồ duyên sanh, cái đồ tạm bợ này Có cái gì đâu ở trong này Có cái gì đâu trong này mà mà, mà dục, mà tham, mà ưa, mà thích, mà đắm, mà mến, mà mê Mình cứ quán vậy riết rồi đó Nó nhả ra Nó nhả ra từ từ Hay lắm mình để thực tập rồi cho thấy Nó nhả ra từ từ Và cuối cùng mình nhìn mình thấy nó nhẹ nhàng lắm Rủi có mất đồ, mất đạt mà Rủi có này kia nó bệnh thường không có gì hết á. Thiệt sự mà mình quán rí như vậy rồi thậm chí cái chết nó đến sát bên mình Mình cũng ôi cha cái bình thường Cái đóng sát vô thường này Đúng rồi Sánh diệt không sao Thì đó là thành quả Thành quả không. Nay ta bị thọ chinh phục Nay ta bị tưởng chinh phục Nay ta bị các hành chinh phục Nay ta bị thức chinh phục Cũng giống như là trước kia Ta cũng bị những cảm giác nghĩ tưởng và tâm thức này chinh phục Mà nếu mà ta quan hỷ ta ưa thích Đối với nó ở trong tương lai à, Thì trong vị lai ta sẽ bị Thọ tưởng hành thức mà nó chinh phục Giống như trong hiện tại ta bị chinh phục Cho nên do suy nghĩ như vậy là vị ấy không có luyến tiếc à, Đối với thọ tưởng hành thức của quá khứ Không có quan hỷ đối với thọ tưởng hành thức của tương lai Và ngay ở trong hiện tại Vị này thực hành gì? sự nhàm chán, sự xa lìa, sự không còn tham muốn thì chấm dứt đối với thọ tưởng hành thức hay vô cùng, hay cho nên cái chữ ly tham này nó hay vô cùng. Đức Phật giải thích ở trong kinh là gì? Ly tham là gì? Sắc thọ tưởng hành thức là cái pháp ly tham là cái không đáng để cho mình tham nhớ cái chữ ly tham nghĩa là cái không đáng nhớ nha, cái này quan trọng mà chứ ly tham ở đây đó là đức phật nói gì cái tính chất của sắc cái tính chất của nó là cái tính chất là không đáng để cho mình tham tại vì cái tính chất vô thường bại hoại tan rã tan nát tan hoại tan dở đổ nát mình sao mà lấy lại, lại tham cho nên cái tính chất của nó cái bản chất của nó cái bản tính của nó là cái bản tính không đáng để mình tham gọi là cái tính ly tham của pháp Thành ra cái, 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 ly tham này là cái bản tính của Pháp nó là như vậy nha Còn cái mình tu mà mình tương ứng được với cái bản tính đó Thì là chứng thánh quả Cho nên cái tránh di kiến là cái để thấy được cái này nè Cái đóng sắt này là cái tính chất của nó là cái không đáng để mình tham khi mình quán bất tịnh khi mình quán cái sự mà mà mà, mà dơ bẩn khi mình quán cái sự mà hôi thối khi mình quán cái sự mà nghĩa là tan nét tan dở tan hoại tan tành của nó thì mình thấy nó là cái không đáng để mình tham Như vậy gọi là cái tính ly tham của ngũ quận Rồi những cái cảm giác cũng vậy Mới sanh, mới diệt, mới thương, rồi hồi ghét, mới yêu, rồi hồi hận rồi Mới khen, rồi hồi chê, mới thân, rồi hồi trở thành thù rồi Đó là cái thứ mà không đáng để cho mình tham Những cái cảm giác này nè Không đáng rồi những cái hình bóng trong nội tâm có nghĩa nó chập chờn chập chờn nó tầm bậy tầm bạ không ha là cái không đáng để cho mình tham rồi đừng nói với những cái suy nghĩ đừng nói về những cái suy nghĩ nó suy nghĩ là lung tung ban suy nghĩ trong vô minh trong khác ai trong nghiệp những cái suy nghĩ nó cái không đáng để cho mình tham đây là tính ly tham của ngũ quẩn đây là một trong những cái đề tài mà quý huynh để mở cái cuốn mà nghi thức tu học đi cái trong đó giờ 25 À, cái pháp quán đó trong đó có quán tánh ly tham của năm quận Ủa bên đệ sẽ hiểu được cái từ để chúng ta đọc và không biết ở đâu quán cái tánh ly tham của năm quận tức là quán xét kiêm nghiệm tư xác tư duy nghiền ngẫm cái tính chất mà không đáng để tham đối với sắc thọ tưởng hình thức nó là cái không đáng để mình tham tại sao vậy này các vị các ông nghĩ như thế nào tất cả những vật chất những thân thể những hoàn cảnh những đồ vật cảnh vật này nè những cái sắc này nè những cái cảm giác nghĩ tưởng này nè những cái tâm thức này nhận thức rõ biết này nè là thường hay vô thường là vô thường bạch thế tôn cái gì vô thường là khổ hay là vui bạch thế tôn là khổ cái gì vô thường khổ chịu sự biến hoại có hợp lý chăng khi các ông cho rằng cái này là của tôi Cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi Thưa không Bạch Thế Tôn Do vậy này các tỳ kheo Đối với sắc thọ tưởng Các hành thức quá khứ vị lai hiện tại Thuộc về nội ngoại thô tế thắng liệt xa gần Tất cả sắc thọ tưởng hình thức này Cần phải như thật Quán với chánh trí tuệ cái này không phải của tôi Cái này không phải là tôi Cái này không phải tự ngã của tôi Đây là định lý của giải thoát Không phải chuyện đơn giản Đọc qua như vậy mà hiểu đâu Phải quán năm năm Quán mấy cái câu này năm năm Một ngày đọc một ngàn lần Ngồi đó chiêm nghiệm Chứ đừng có nói quán năm chung năm quán cho tới ngày vô hầm thôi bây giờ nó khởi lên cái gì những cái cảm giác gì những cái suy nghĩ gì những cái tưởng hình bóng gì phải không mình đều nói rằng này không phải là tôi không phải là của tôi cái thứ vô thường cái thứ phiền phức mới nó khởi lên giận hoài mình nói thà mệt quá làm yên giùm tao cái đi mệt quá mày ơi mệt quá rồi tối ngày mày cứ cứ thầm thầy thủ thủy hoài cứ bực người này giận người kia hoài chứ vậy chứ vậy giận để làm cái gì mình làm cho cái tâm mình nội tâm tình chỉ để làm cho nó yên tịnh nó lắng dịu xuống nó ngọt ngào nó bình an nó là sự tu tối thượng đó Hôm nay quý vị để thấy em ngồi xuống ngay cả ngồi thiền đi nó Ôi bao nhiêu cái suy nghĩ Bao nhiêu cái tưởng nó cứ quay, quay 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 Mình không biết cách dừng tại sao Mình không có như lý tắc ý Thứ nhất là mình không nhìn thấy cái nào đó ra cái nấy Mình không có nhìn ra được Nam quẩn Cho nên quý đệ đừng có sợ Nhớ đừng có sợ Đừng sợ Phải thực tập ba pháp Bữa mình là cho thi rồi đó Phải thực tập ba pháp phải thực tập cảm giác toàn thân Hai cái đó cho nó vững Rồi mình thực tập nhận diện năm quẩn từ từ Khi mình thực tập được rồi Mình thấy được năm quẩn rượu lại thấy nó đã lắm Tuyệt diệu lắm Mình có cái chân đứng ở trong pháp và luật Mình có cái mảnh đất để mà mình xây chùa Xây nhà, xây lầu Chứ còn không là không có cái chỗ nào để xây hết Rất là tuyệt vời và mỗi khi nó khởi lên những cái tọ, những cái tưởng, những cái hành gì mình phải nói rằng cái này không phải của tôi cái này không phải là tôi là cái gì mình tác ý từ 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 nó nới nới lỏng ra cái 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 mối mà kiết sử của mình á nó nới lỏng từ 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 mình mở từ 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 mình mở được ba mối thôi là nhập lưu mình mở được năm mối thôi là gì là gì bất lai bất lai mình mở được 10 mối á à là hạn mình đang bị 10 sợi dây nó buộc 10 kiết sử năm thượng phần và năm hạ phần mình mở hết 10 sợi dây này ra là con người đại tự do đại tự tại Mà nội mà mình mở được ba sợi đầu thôi đó xin thưa quý anh đệ là quý anh đệ hoàng pháp coi như là chinh phục thế giới mở được ba sợi đầu thôi tức là đã chinh phục cả vũ trụ và chư thiên cũng phải đảnh lễ với chân mở được ba sợi đầu thôi vừa phá thân kiến thôi là nhìn thấy năm quẩn phá được cái chấp ngã của vô minh là lúc đó là đã là bốn đồi tám chúng đã đáng được chấp tay, đáng được cung kính, đáng được đảnh lễ, đáng được cúc dường là ruộng phước vô thượng ở trên đời rồi Phá được cái thân kiến Thành tựu được chánh kiến Khủng khiếp như vậy đó Cho nên phải nỗ lực, phải nỗ lực Đừng có những cái phi lý tắc ý Đừng có suy nghĩ những cái mà nó nó, nó ngược ngạo lại Đừng suy nghĩ Phải suy nghĩ cái phương diện tích cực Tinh tấn và cảm thấy hạnh phúc vô cùng trong cái thời đại mạt pháp mà mình lại tìm ra được cái thánh pháp lãng quên 2000 năm này phải cố gắng vui sướng hạnh phúc quan hỷ hân hoan cảm nhận cái sự tuyệt vời này để mà mình nắm vào bám vào trong đó dùng cả sinh mạng tâm lực trí lực sức lực nguyện lực hạnh lực của mình để dấn thân vào cái trí huệ này thì huynh đệ sẽ có cái cơ hội tuyệt vời trong vô lượng vô biên kiếp sẽ có cơ hội tuyệt vời mm-hmm